chào các bạn, chào tất cả anh em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tầng 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Số điện thoại này mình dùng cho cả Zalo và Facebook các bạn nhé. Thì hôm nay mình cũng đưa ra một số cái mặt hàng để anh em có thể đam mê và yêu thích trên mọi khu vực, mọi vùng miền, có được những cái chậu hoa lan rừng rất là đẹp và những cái dòng hoa lan đột biến hay là dòng hoa lan thông thường mình đều có và chia sẻ cho các bạn và tất cả anh em. Thì cụ thể mình thời gian gần đây thì theo cái nhu cầu xu hướng của anh em đam mê hoa lan và sưu tầm hoa lan trên mọi vùng miền, mọi khu vực, có một số cái dòng đột biến thông thường. Được để chia sẻ cho các bác. Thứ nhất là năm canh trắng Hiển Oanh, năm canh trắng Phú Thọ, hay là năm canh Hồng Yên Thủy, và một số mặt cây cao cấp khác thì mình vẫn không trực tiếp có, nhưng mà có một số anh em có thể chia sẻ cho các bạn được từ những cái nhà vườn rất là uy tín, rất là chất lượng, để làm sao anh em ta sưu tầm mình những cái dòng hoa lan rừng đột biến, chuẩn giống, cây khỏe, phát triển tốt trên mọi khu vực, mọi vùng miền, để anh em có thể về nhân giống và chia sẻ cho những người đam mê khác. Thì sau đây là mình sẽ giới thiệu cho các bạn là những cái cây mà mình đã sưu tầm được ở vườn nhà mình, một số anh em tin tưởng đã chia sẻ giống cho, và mình cũng chia sẻ cho các bạn là những nhà vườn, những người anh em đã đi trước và có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn. Vâng, rất cảm ơn các bạn. Thì sau đây là mình sẽ vào cụ thể từng cái đơn hàng một để anh em có thể lựa chọn.